mưa hạt cứu rỗi của các bạn trong đoàn giới trẻ. Và xin mời tổ phát vé chúng ta phát vé dùng cho chúng con ngày hôm nay. Một tràng pháo tay chúng ta xin dành cho các bạn trong đoàn giới trẻ đón sứ đền Thánh Kiên Long đây. Trời về báo tin người sang rồi, sáng tuyệt vời, mừng Chúa ngôi hai sinh vào đời. Gió mây trời cao xôn xao, mặc ngàn đô hàng mang ngang, mưa hạt cứu rỗi cho thoát thân nghề dài mong đợi. Tiếng chuông vàng rục rã muôn tâm hồn xa xa, nỗi nhịp đàn hòa vẫn bao không dân rộn ràng. Cạnh nền bài kính tôn vinh, trải lời em phụng kinh. Đây mùa ánh sáng đã đến trước tòa khắp dương gian. Yêu thương nhân thế chẳng mến mờ, Chúa đã đón lấy phận mẹ thơ. Làm người chân nhận kiếp sống đơn sơ, cùng tìm về bên Chúa tỏa niềm vui. Sáng rồi, sáng tuyệt vời, mừng Chúa ngôi hai sinh vào đời. Gió mây trời cao xuân sao, ngọc ngào cô hát bát ngát. Mưa hạt cứu rỗi cho khó khăn ngày dài mong đợi. Tiếng chuông vàng rục rã muôn tâm hồn xa nhau. Đôi nhịp nhàng hòa vẫn bao không thể rộn ràng. Kính lên bài kính tôn vinh, trải lời em phụng kính chúc. Đánh mùa ánh sáng. Chúng con muốn cộng đoàn cùng chào đón quý sơ bằng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Chúng con cảm ơn cộng đoàn.
Chúng bạn đã thấy được những tràng pháo tay rất là tuyệt vời của quý vị khán giả dành cho Quý Sơn Dòng Thăm Viếng với vật vũ khúc Tìm Về Nguồn Giê-xu. Vâng, với một ca khúc rất là ý nghĩa buổi tối ngày hôm nay và cũng làm cho sân khấu của chúng ta nóng lên rất nhiều. Thân với công đoàn, như chúng con đã nói, vì xin phép với công đoàn chúng con ngày hôm nay, mỗi người chúng ta nhận một tấm vé số. Nếu như ai không có thì cũng xin con xin hết lòng, vui lòng với chúng con. Nhưng chúng ta trở về đây để được đón nhận rất nhiều những hồng ân. Giải đặc biệt ngày hôm nay chúng con đã có ở đây và tất cả các giải cũng đã đều được sắp xếp, ban tổ chức làm rất là gọn gàng. Và nhưng chúng ta sẽ cùng thưởng thức với những ca khúc về âm hưởng thánh ca, rồi những ca khúc về một Giáng sinh mà mỗi người chúng ta đang tận hưởng. Giờ đây thì xin kính mời quý cộng đoàn chúng ta cùng gặp lại Tốt Cả Năm của Hội Hoan Ca Doan Follow 2 đến với chúng ta qua ca khúc Trời Đêm Bê Lêm. Xin kính mời quý cộng đoàn chúng ta cùng thưởng thức. Trong gió như
Cho con yêu đời yêu
Sơn trên này mặt lại méo đi. Xin quý vị to hơn nữa để cảm ơn quý Sơn Dòng Mân Côi tối ngày hôm nay. Vâng, đã đem đến cho chúng ta những ca vũ có thể nói thay đổi đi rất nhiều những bầu không khí nơi quý cộng đoàn chúng ta đang ngồi nơi đây. Và tít xa xa thì chúng con đã thấy rất đông cộng đoàn trở về bằng với những tình cảm yêu ái nhất cho giáo sư chúng con trong buổi tối đặc biệt này. Vì thực ra thì giáo sư chúng con thì rất là còn nhỏ bé, cho nên là cũng lâu lâu chưa có dịp để sánh vai của các giáo sư lớn tổ chức chương trình đêm nhạc. Vì thế tối ngày hôm nay cũng là một bước chậm chứng đầu tiên của cộng đoàn giáo sư chúng con. Xin quý vị một tràng pháo tay để động viên cho giáo sư chúng con tối hôm nay. Vâng, 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 vâng. Cái nổ khí của ngày lễ Giáng sinh nó vẫn còn vang vọng và kéo dài. Và như chúng ta đã biết thì với cộng đoàn giáo sư thánh danh là tôn nhận thánh danh Chúa Giêsu là quan thầy. Và ngày mai sẽ là kính trọng thể thánh danh Chúa Giêsu. Vì thế giờ phút này chúng ta lại cùng gặp lại với những con người và những các bạn trẻ rất yêu trong nhóm âm nhạc ngày hôm nay sẽ gửi đến cho quý cộng đoàn trên hai ca khúc rất ý nghĩa. Một vì con người chúng ta xa rời Thiên Chúa và một để chúng ta cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng đón nghe qua hai ca khúc Chiên Lạc Trở Về
và với ca khúc Con Dằn Hợp Sướng Phúc Cho Ai Xót Thương của các bạn đến từ nhóm nhạc Lớp Music. Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho tối ngày hôm nay. Vâng, một lần đầu tiên cho phép nhóm nhạc của chúng con Lớp Music có một lời chào được chúc sức khỏe gửi đến quý cha, quý thầy, quý cộng đoàn, tất cả mọi người đang hiện diện trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, sau đây là ca khúc Trên Đường Trở Về, mời mọi người cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin ước ước giấc mơ từ đâu ân thiên.
rất cảm ơn một lần nữa đến nhóm nhạc Love Music qua những thông điệp về tình yêu thương với chúng ca khúc Trên Lại Trở Về và Khúc Cho Ai Xa Thương. Thưa quý vị, mặc dù năm tháng lành thương xót đã qua, chúng ta bắt đầu bước vào năm mới 2017 là năm để chúng ta hướng về niềm vui tình yêu gia đình. Tuy nhiên, có lẽ những thông điệp về tình yêu thương chưa bao giờ là cũ cả. Và chính ca khúc Khúc Cho Ai Xót Thương cũng là ca khúc chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2016 được tổ chức tại quê hương Đức Thánh Cha John Paul II, chính là đất nước Ba Lan. Và thưa quý vị, trở về với chương trình Khúc Ca Tạ Ơn ngày hôm nay, chúng con sau đây xin được trân trọng kính mời cộng đoàn hãy cùng hòa hiệp một tiếng với chúng con để chúng ta cùng dâng cao lời ca tạ ơn lên Thiên Chúa bởi muôn ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta từ ngày này nay. Kính gửi đến cộng đoàn phần độc tấu saxophone Khúc Ca Tạ Ơn qua phần trình bày của anh Đình Tấn đến với chúng ta từ giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao. Xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng thưởng thức. Đó. Xin được trân trọng gửi đến quý vị ca vũ Tình Yêu Thiên Chúa và cùng chào đón phần trình diễn của Quý Sơ dòng Đa Minh. Con muốn được lắng nghe một tràng vỗ tay của toàn thể cộng đoàn có được không ạ? Cảm ơn cộng đoàn rất nhiều.
Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, vượt xanh tôi đời ở đỉnh chùa xa quá nhân gian. Con bước trọn đời thân hiến ra thân, loan báo khi ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời? Chúa đã thương tôi nên có đôi môi, tôi càng gần khúc hát vang lên lời thề. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao đêm. Chúa dẫn dìu con kinh quang đêm đêm, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, vượt xanh tôi đời ôi tình Chúa xa quá bao giờ. Dâng hiến ra thân, loan báo khi đời cho khắp nhân trần. Nhìn nước lên cao, ngàn ánh trăng sao, tinh tú sạt sao. Nào ai dám nói đất vươn trời cao, Chúa ơn nâng cao. Chúa ơn bên tôi, dẫu có xa xôi, nhưng đôi tình với bóng theo nhau mọi đời. Không có đổi thay, tay Chúa an bài. Mưa gió miên man, anh đang ân hoan, môi luôn tràn tiếng hát tâm tư bình an. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao đêm. Chúa dẫn dìu con tìm quang đêm đêm, trong con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, vượt xanh tôi đời ôi tình Chúa xa quá bao giờ. Con bước trọn đời dâng hiến ra thân, loan báo khi đời cho khắp nhân trần. Trời đất bao la dành hết cho ta, tình yêu Thiên Chúa đã tăng tạo nên sông núi trên đời. Chẳng gió lên khơi trong tiếng mưa rơi, nghe như là tiếng chuông trong tim mọi người. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao nhiêu biết đây. Chúa dẫn dìu con đi qua đêm đêm, cho con ca khen tình yêu Chúa như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, vượt xanh tôi đời ôi tình Chúa xa quá bao giờ. Con bước trọn đời dâng hiến ra thân, loan báo khi đời cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời? Chúa đã thương tôi nên có đôi môi, tôi càng gần khúc hát vang lên lời thề. Tình yêu Thiên Chúa như cha
yêu con, nhìn qua đêm đêm trong con ca khen tình yêu Chúa như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gột sạch tôi đời bởi tình Chúa xa quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến ra thân, lòng bao quy lần cho không nhân trần. Đây là một tràng pháo tay rất lớn để chúng ta cảm ơn quý sơ dòng giáo mình hôm nay với ca khúc rất là quen thuộc với mỗi người chúng ta, đem đến cho âm hưởng về tình yêu của Thiên Chúa. Vâng, kính thưa toàn thể quý cộng đoàn. Thank you.
chúng con chân trẻ nào. Và xin mời cộng đoàn hãy cùng với chúng con hướng bước về sân khấu để đón xem phần kịch Cô bé bán riêng, một phần diễn xuất của đoàn giới trẻ đến từ giáo xứ Đền Thánh Kiên Long.